Windows 11 thì vẫn chưa được nhiều người dùng trên thế giới thực sự đón nhận cho lắm. Nhưng mà mới đây thôi, trong một sự kiện mới của Intel khi mà họ giới thiệu thông tin về những cái dòng chip mới của mình thì đã vô tình lộ ra một cái ảnh các màn hình về một giao diện hoàn toàn mới của Windows. Nhìn nó như thế này. Và theo những nhiều phỏng đoán từ nhiều chuyên gia khác nhau thì đây chính là giao diện mới của hệ điều hành Windows 12. Và chỉ từ một cái ảnh này thôi, nó đã bung ra rất là nhiều giả thuyết sau đó. Và những cái giả thuyết đó là gì? thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro nhé và mình là tiến đạt chào mừng các bạn đã quay trở lại với Team Pro và cái phòng đoán đầu tiên cũng rất là dễ đoán rồi đó chính là trên Windows 12 AI sẽ tích hợp nhiều hơn và can thiệp sâu hơn vào trải nghiệm của người dùng cái này thì khá là hiển nhiên rồi bởi vì ngay ở cả phiên bản Windows 11 mới được cập nhật thì AI nó cũng đã được xuất hiện trên Windows 11 rồi vậy thì chả có lý gì AI lại không được xuất hiện tiếp tục trên Windows 12 cả mà các bạn biết rồi đấy AI của Microsoft đó chính là Bing nó rất là thông minh nó thông minh hơn rất nhiều so với Chat GPT bởi vì thứ nhất đó chính là nó được liên kết trực tiếp với công cụ tìm kiếm là Bing trên trình duyệt Microsoft Edge cho nên là những cái thông tin của nó sẽ được cập nhật mới nhất và nó sẽ dẫn luôn cái nguồn tin của trang mà nó lấy cho các bạn xem luôn và thứ hai, đó chính là nó có thể hiểu được cái hoàn cảnh mà các bạn đang nói chuyện với nó. Ờ cái này thì nó cũng hơi chịu tượng một chút, tức là khi mà các bạn chat với Bing thì nó sẽ giống y hệt như là chat với người đến 80%, tức là nó hiểu được bạn đang muốn cái gì ấy. Có bạn nào mà muốn trải nghiệm trực tiếp thì hãy lên trình uh, duyệt Microsoft Edge, bởi bây giờ thì Microsoft cũng đã mở để cho tất cả mọi người có thể sử dụng rồi. Tiếp theo đó chính là cái giao diện đã được thay đổi đáng kể và mình không nói thì các bạn cũng biết đó chính là nhìn nó khá là giống trên macOS theo như cái hình ảnh giao gì thì dường như là Microsoft vẫn muốn Windows theo đuổi giao diện với cái bố cục sắp xếp có phần tương đồng với macOS. Các cái thành phần giao diện trên Windows 12 ở à, thì mới là phỏng đoán thôi nhưng mà thôi chúng ta cứ tạm co là như vậy đi thì đã sắp xếp một cách chặt chẽ hơn đi kèm với những biểu tượng ứng dụng được làm tối giản hơn phù hợp với xu hướng thiết kế của thời hiện đại. Đây chúng ta có thể thấy này thanh tìm kiếm sẽ được chuyển lên chính giữa cùng màn hình bên cạnh sẽ là một số tiện ích như là đồng hồ và ngày tháng năm đấy thì cái này nó sẽ giống như là highlight ở trên macOS. Một vài cái tiện ích khác như là thời tiết hay là tin tức thì sẽ được đặt bên góc trái. Còn một vài tác vụ khác như là Wi-Fi, hay là Bluetooth hay là các thứ khác thì sẽ nằm ở bên góc bên phải. Lại cũng giống như macOS Note. Chúng ta có thể để ý thêm này, thanh Touch Bar của Windows 12 đã được làm tách ra khỏi phần viền dưới màn hình và nổi lên một khoảng. Bốn góc cũng được bo tròn nhiều hơn. Lúc này thì trông nó đã khá là tương đồng với thanh dock của macOS rồi. Có chăng là nó chỉ chưa trong suốt được thôi. Nhưng mà cái này thì chúng ta có thể làm với phần mềm bên, bên thứ ba mà. Thì đây không phải là lần đầu những hình ảnh dò dỉ về Windows 12 được đăng tải trên Internet Và cái sự thay đổi này của Windows 12 đã nhận được rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều Ví dụ như người thì cho rằng là cái sự học hỏi này từ MacOS Thì uh, cuối cùng người dùng vẫn được lợi mà thôi, đây là điều tốt mà đúng không? Nhưng mà một vài ý kiến khác lại cho rằng là đây chính là động thái cho rằng Microsoft đã cạn kiệt ý tưởng rồi Tuy nhiên thì theo quan điểm của mình, đây không phải là một động thái cho rằng Microsoft đã hết ý tưởng rồi Bởi vì trong cái thời đại công nghệ 4.0 này người dùng là thượng đế đúng không? Và công việc của những nhà phát triển đó chính là làm sao để lắng nghe người dùng thật là nhiều và làm sao để cho cái sản phẩm của họ có thể được lòng người dùng nhiều nhất có thể. Và Microsoft thì cũng vậy thôi. Sau cái sự không được đón nhận lắm của Windows 11 thì mình nghĩ rằng Microsoft sẽ lắng nghe người dùng nhiều hơn, đào sâu hơn về những cái trải nghiệm của người dùng và sẽ mang đến một cái hệ điều hành tốt hơn, toàn diện hơn so với Windows 11. Tiếp theo đó chính là cấu hình yêu cầu cho một chiếc máy để có thể chạy được Windows 12. Theo những thông tin mà mình tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau thì PC của bạn sẽ cần phải chạy CPU tối thiểu 2 nhân với xung nhịp từ 1 GHz trở lên, chống khoảng 64 GB bộ nhớ và hỗ trợ các tính năng như là UEFI, TPM 2.0 Direct X12 tương thích với WDDM 2.0 và đi kèm với một màn hình HD. Tuy nhiên thì một cái điểm thay đổi tiên quyết đó chính là cái dung lượng RAM yêu cầu để có thể chạy được Windows 12. Đó chính là 8GB RAM Thay vì là 4GB RAM như là Windows 11, mình nghĩ là điều này nó sẽ ảnh hưởng tương đối nhiều đến nhu cầu người dùng. Ví dụ như là ai có nhu cầu là build PC giá rẻ này hay là ai có nhu cầu mua những chiếc laptop đời cũ Hay là những chiếc laptop giá rẻ cho học sinh sinh viên chẳng hạn. Thì với việc là máy của bạn sử dụng có 4GB RAM thôi thì các bạn sẽ không thể nào nâng cấp được lên Windows 12. Và cùng với đó thì những bạn nào đang sử dụng Intel từ gen 7 trở xuống và AMD gen 1 trở xuống thì có khả năng là cũng sẽ không nâng cấp được lên Windows 12. Bởi vì sao? Bởi vì là những phần cứng này nó sẽ không hỗ trợ chuẩn bảo mật TPM 2.0. Đây cũng là một cái lỗi, à không, không phải lỗi, đây cũng là một cái bức tường mà ngăn rất là nhiều chiếc máy nâng cấp lên Windows 11. Cũng như là ngăn cái việc mà sử dụng hay là tải một số ứng dụng, ví dụ như là Valorant chẳng hạn. Trên thực tế thì đây vẫn sẽ chỉ là những cái thông tin bị dò dỉ và nó chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Tuy nhiên thì đối với những cái cải tiến mà chúng ta đang có hiện nay Và với những cái cách tiêu thụ tài nguyên của công nghệ hiện nay Thì cũng không có gì quá là bất ngờ nếu như là Microsoft yêu cầu những cái cấu hình cao hơn để có thể chạy được cái hệ điều hành mới này Và cuối cùng là thời gian dự kiến sẽ ra mắt Windows 12 Theo như những cái thông tin rõ rỉ ấy, thì Windows 12 đã và đang được Microsoft nghiên cứu và phát triển từ tháng 2 năm 2022 Và nó sẽ có tên mới đó chính là Next Valley và dự kiến sẽ lộ diện chính thức sớm nhất vào nửa cuối năm 2024. Và theo như mình nhá, đây chính là một cái nước đi mà sẽ đem những cái đứa con tinh thần của Microsoft về đúng cái quỹ đạo vốn có của nó. Trước đây thì chúng ta sẽ cứ 3 năm chúng ta sẽ có một phiên bản hệ điều hành mới của Microsoft. Ví dụ như là Vista năm 2006 này, Windows 7 năm 2009 này, 2012 là Windows 8 này và đến năm 2015 là Windows 10. Nhưng mà phải mãi đến tận là 6 năm sau vào năm 2021 Thì chúng ta lại có Windows 11 Vậy nên là mình nghĩ đây chính là một cái bước đi mà sẽ đem cái đứa con Windows 12 trở về đúng cái quỹ đạo là 3 năm từ năm 2021 đến năm 2024. Ngoài ra thì như đã thấy với Windows 11 thì các hacker, các pháp sư cũng sẽ sớm tìm ra cách để chúng ta có thể cài đặt được Windows 12 trên những cái phần cứng thậm chí là không hỗ trợ cơ. Nhưng mà mặc dù là như vậy thì cái hiệu năng sau đó nó cũng sẽ không được có thể là trơn trụ, không có thể được mượt mà như là những phần cứng được hỗ trợ chính thức. Đúng không? Vậy nên là cứ bản quyền, cứ hỗ trợ chính thức mà phang thôi. Và vừa rồi là những cái chia sẻ, những cái nhận định, những cái tổng hợp thông tin của mình về Windows 12. Còn các bạn nghĩ sao về những cái thông tin rò rỉ này thì hãy để lại comment phía bên dưới nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.